Bình à. Dạ. Ra đây anh Tư hỏi chuyện coi. Dạ. Dạ anh Tư gọi em. Chị mày đâu? Dạ chị đang ngủ trên lầu. Mày cất đi. Cần gì thì xài, tao còn nhiêu đó đó. Dạ thôi em không cần đâu anh. Anh cất đi. Nếu cần thì em gọi. Trời, cái thằng. Chị mày đang dậy rồi. Đâu phải lúc nào mày gọi cho tao, tao cũng đang có sẵn tiền đâu. Thôi, cất đi. Nè, đừng nói với chị mày là tao tới đây nghe. Dạ. Nè, ngồi đi. Ngồi xuống. Mày đọc đi. Mày tin được không? Nếu lần này mà chính nó làm nữa thì nó là con quỷ á, chứ không phải con người đâu. Nói thiệt, nếu không phải vì chị lợi mày, tao khai hết mẹ cho cảnh sát rồi. Nè, đừng cho chị lợi mày biết nghe chưa. Thôi, tao về. Cất tiền để chị lợi mày biết đó. Người đàn bà mà đơn vị Cần Thơ bấy lâu nay tìm kiếm vì đã có hành vi hâm dọa tạt axit đối với Lệ Lệ chính là Bảy Kiều.
Nhưng Bảy Kiều hoàn toàn không có bất cứ một mối quan hệ nào đối với Tam Khanh. Có thể bà ta chỉ được thuê để dằn mặt Lệ Lệ vì cuộc hội ngộ tình cờ của Lệ Lệ và Bảy Kiều tại chùa. Kẻ chủ mưu đành phải ra tay với Bảy Kiều. Nhưng ác hiểm hơn, hắn lại gấp xác Bảy Kiều mang về ao đôi và đặt vào tay đối thủ của mình, đó là Sách, thông qua sợi dây chuyền mang nhãn hiệu Kim Báo. Câu hỏi đặt ra, có phải Hắc Hổ chính là con trai của Sáu Trăng, người duy nhất thoát chết, hay đúng hơn là không có mặt trong cuộc thảm sát do Sách gây ra ngày nào? Hắn và người có danh xưng là anh Út mà Lê Lệ và bà Năm qua đã từng nghe qua các cuộc điện thoại của Bảy Kiều hay không? Trời, bà bóng đi. Qua nè. Dạ bóng nha. Qua đây, qua đây. Lại đi. Trời ơi, đứng nghe. Tụi bay hổn mày. Mày đứng dưới đi. Anh hai mà tụi bay cũng đá vô mặt kiểu này. Xin lỗi đại ca. Nè. Tao đã hết kỷ luật. Nghe nói chú mày bị chuyển qua khu khác hả? Khu nào vậy? Bây ba. Vì sao mày đớn? Tao bị những con chuột mà tao đã từng nuôi trong đất, bây giờ tụi nó lại xé xác tao. Ê, má, thằng nào thích tao chịu hết. Hình như chú là... Dạ, em đi với lại thằng Sơn con anh Hai Thảnh á. Anh Bảy không nhớ hả? Nhớ ra rồi. Ông nhà Văn đây mà. Dạ. Ngồi ngồi. Dạ dạ. Chú đi công tác ngang đây hả? Dạ không. Em ghé anh có vài chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng? Dạ. Một vài câu hỏi mà chỉ có anh mới là người giải thích được. Đây là những nhân vật mà trong tác phẩm Những Câu Chuyện Đời Người mà em sắp hoàn thành, em gửi anh. Em tính ghé anh để xin thêm một ít tư liệu. Những tấm hình này chú lấy ở đâu vậy? Ở nhà một người quen. Chính xác là nhà Tư Rái, gần mộ Sáu Trăng. Mộ Sáu Trăng à? Anh còn nhớ gì về đứa con trai thứ hai của Sáu Trăng không? Chào anh Bảy. Dạ chào chú Hai. Cái thằng nghịch tử này suốt ngày nó lêu lỏng, không dạy riết rồi nó hư. Thôi bữa nay chú Hai với lại bác Bảy đến chơi, cha mày tha cho nó đi. Tới xin lỗi cha đi con. Dạ con xin lỗi cha. Đi ra tập đi. Dạ. Nó là một thằng bất trị, hung hãn từ nhỏ lận, nhưng phần lớn là do Sáu Trăng. Giả dạy cho con toàn là những đoàn độc hiểm không à, gieo vô tư tưởng thằng nhỏ những hận thù sân si. Cái ông này không chịu đóng cửa gì hết à? Rồi làm đóng nè. Làm gì gấp gáp dữ vậy không biết nữa. Rồi nè. Em ơi, em sao vậy nè? Nhanh quá hả? Nhưng mà không bị được như mày, đúng không? Tao lại mày. Bỏ tay tao ra. Mày ra cho tao đi.
Bữa đó tao quản quá tao mới la lên, chứ tao không cố ý đâu. Tao quan tâm làm chó gì cái xác đó. Thằng nào quan sợ với chuyện hả? À, mày có nói không? Tao lại mày, gần 6 năm nay tao đã tu. Tao xin thề cả luôn sinh mạng của vợ tao. Đồng bương này còn thằng nào? Thằng mấy bữa nó mới chuyển về lâu hơn là thằng Sáu Đậu. Còn thằng Phước Thẹo thì đã chết rồi. Thằng Phước Thẹo thuộc băng nào? Băng nào? Không có đâu. Nó cũng như tao, gác kiếm làm ăn lâu rồi. Nếu mày lộ tao tới thăm mày thì mày với gia đình mày đừng có buồn chị tao, nghe chưa? Tao biết rồi. Đại ca, đúng là nó vừa mới bị đưa qua B3. Cũng có đài nói nó là chèo. Tụi chợ biết mặt cảnh sát lại khẳng định nó là cảnh sát Cần Thơ. Dạ. Cán bộ kìa. Nói nghe, tao giả bộ bóp cổ mày rồi mày hét lớn lên nghe. Cứu tôi cán bộ ơi, có người giết tôi cán bộ ơi. Cứu tôi cán bộ ơi. Đây là người giết tôi. Đi ra. Chúng mày gạt thiệt á. Ba vụ án vừa rồi á, Tám Khánh cướp tiệm vàng Kim Tính và Phước Thẹo không phải do Sách làm. Tôi cho đó là một kết luận vội vã. Hoàn toàn không. Tôi có thể trình bày cho anh biết về vụ Bảy Kiều. Ông nói đi. Chắc anh còn nhớ, trước vụ án Tám Khánh xảy ra có một vụ đánh ghen mà chúng ta chưa bắt được hung thủ. Bảy Kiều là người đã đưa ra lời hăm dọa trước vụ tạc axit. Hoàn toàn đúng. Nhưng Bảy Kiều á, có mối quan hệ xã hội tốt và không hề có mối quan hệ phức tạp nào. Vậy thì Bảy Kiều đóng vai trò gì trong vụ này? Hoàn toàn là tình cảm. Bảy Kiều á, là kẻ ăn người ở trong nhà, cũng là học trò của Sáu Tranh. Lợi dụng tình cảm đó, tên Hắc Khổ tự xưng là anh Út, nhờ Bảy Kiều á hăm dọa Lê Lệ. Nhưng nếu như không bắt Sách. Thưa anh, nếu mà tên Sách cố sát á, thì hắn đã có thể giết Nguyễn Tú trong lần chạm trán gần đây. Mục đích cuối cùng của hắn á, là muốn truy sát kẻ nào đã hãm hiếp Út Khanh, cũng như tìm đường thoát thân. Mặt khác, chúng ta cứ cho hắn ở đó, chắc chắn là Hắc Hổ sẽ tìm về chỗ đó. Đối với công bằng, nghĩa cử thì bất cứ ai cũng phải ủng hộ. Nhưng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và cấp bách. Các ông hiểu cho tôi, chúng tôi phải bắt Sách. Mày hả Sơn con? Tao là Sơn, không phải Sơn con nào hết. Mày có tên rồi đó. Tụi nó kêu mày là Sơn con. Cảm ơn. Nghe tụi nó đồn mày là chèo mà. Đúng chứ đồn gì. Nhưng ao rồi. Tao cũng nghĩ vậy. Tao làm tuồng siết cổ thằng nhỏ để qua đi gặp mày. Để làm gì? Chuyện thằng Hắc Hổ mày có thể khai cho tụi cán bộ điều tra, cũng coi như là một cách trả thù. Nhưng tao cũng có một điều kiện cho mày. Mày nằm mơ hả? Không bao giờ. Chuyện trả thù á là do chính tay của tao làm, không một ai khác hết. Mày đã rớt vô tận trong này rồi thì còn làm chó gì được nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày đã từng hiếp dâm đúng không? Chưa hề. Nói Có chuyện mới gần đây nhất là trong trò của Tư Mến đúng không? Không có đâu anh, tội nghiệp em. Nói, nếu anh có đủ bằng chứng hãy giết tôi đi, giết tôi đi. Con Vũ của mẹ ở gã Ba Phèn thì sao? Tôi biết chết liền. Con mẹ nó sống ở đây chưa được một ngày, tới lúc nào còn không ai biết. Bóp cổ kiểu đó nghĩ ai cũng làm được sao? Ai? Chỉ có hai thằng làm được. Đứa nào? Anh Hắc Hổ, nhưng ảnh biệt tích từ lâu rồi. Vậy còn ai nữa? Chỉ có thằng tướng cướp bóp cổ cả nhà tiệm vàng Kim Tính, cả thằng Phước Thẹo nữa. Mày nổi lão, mày nổi lão, mày nổi lão. Tên Sách là con nhà rồi, hắn giỏi võ và ly lộc. Đến đây có thể nói hắn khá thông thuộc địa bàn ao đôi, phải hết sức thận trọng việc cơ động hỗ trợ cho nhau. Giới hạn nổ súng, áp sát bí mật bất ngờ là phương cách tốt nhất. Đó. Xuất phát. Báo cáo, thằng Lý vừa cho hay bọn Lữ Trọc đang lên kế hoạch khởi Thanh Sơn. Được, đưa hắn lên phòng hội cung. Rõ. Thầy Bá, ông Sáu có ghé đây không? Ai? Chú Sáu Hoàng á? Không. Trời ơi, con Út nó xúc ra bỏ trốn đi đâu từ sáng tới giờ. Tôi đi chờ chị xẹt ngang mới biết. Vậy hả? Đi liền đi. Nhanh lên. Ơi cha, kiếp trước tôi có làm gì đến tội mà kiếp này trời bắt gia đình tôi như thế này chứ? Ông ơi, ông làm ơn đừng uống nữa. Ông làm ơn bình tĩnh đi, tôi thở một chút chắc là nó đi đâu đó thôi. Đúng á chú, con thấy thím nói đúng á. Chú phải bình tĩnh lại. Con nghĩ là thế nào chú Ba với anh Tư cũng tìm ra nó à. Đúng rồi đó ông. Giờ chú tìm chú mệt rồi, giờ chú nghỉ ngơi đi. Chú đừng có nóng giận quá chú. Mày thử nghĩ coi, tao sống chưa mít lòng đứa con nít nữa. Trời ơi, không lẽ ông trời không có mắt sao bay. Chú Sáu ơi. Xong rồi chú Sáu, sống gì? Nó đâu? Nó nào? Chú hỏi ai vậy? Chứ không lẽ tao hỏi ai? Mày nói xong là xong cái gì? Dạ không có. Con nói anh Tư con á cho chú Bà Lộc biết rồi. Trời ơi. Nó điên rồi hay sao vậy? Bà này. Mày Dục. Tỉ tình á. Dục. Thank you.
bát nước giùm anh coi. Dạ. À Út, em biết nhà Tư Mến không? Để anh đưa em về nhà Tư Mến nghe. Thầy ba. Ôi, ông gặp nó ở đâu vậy? Ừ thì tôi lên chỗ nhà máy trà lúa, rồi xong tôi gặp nó đi lững thững giữa đường. Tôi năn nỉ riết nó mới chịu xuống xuồng rồi đưa nó về đây chứ bộ. Út Khanh ơi, lên về với chú ba đi con. Anh với chị Sáu kiếm mày từ hồi sáng giờ đó con. Chuyện gì vậy hả? Cái gì vậy hả? Sao vậy con? Chuyện gì vậy con hả? Có chuyện gì vậy hả? Chuyện gì? Bình tĩnh. Mày đi đâu vậy? Trời ơi ông ơi, công ơn sanh thành tao với má mày, mày chưa trả một ngày nào mà. Má ơi, má ơi, anh tứ cố vô thân, anh thèm khát được làm người lương thiện mà ba. Nói láo, nó mê hoặc mày chứ nó không mê hoặc được tao đâu. Bỏ tụi mày tưởng là bác xong á, nó bỏ là bỏ hả? Ba, nếu nó hoàn lương á thì kêu ra đầu thú đi. Con à, ba con nói đúng đó. Quan có đầu, nợ có chủ. Xã hội còn có pháp luật. Giúp người là chuyện ai cũng phải làm. Nhưng mà trong cái chuyện này không có giúp được đâu con. Nghe lời má đi con. Thank you.
Sao? Anh hồi hôm biết rồi, mẹ ông dây bắt sách chứ gì. Con Út á, nghe súng nổ cũng dậy dùa dữ lắm. Tao với bà kìm muốn chết luôn. Nghe đâu nó thoát nữa rồi anh Sáu ơi. Trời đất, mấy ổng quần ná cái ấp hai. Ủa mà con Út đâu anh? Nó đang ngủ với má nó. Coi bộ cũng mệt rồi. Mà hồi này á, bà ngủ với nó, còn tao á dăng dỏng ở trước canh chừng nó cả tháng nay. Vậy mà thỉnh thoảng á, nó cũng thoát ra. Hôm qua thằng Bảy Bựa mà không gặp nó, bây giờ không biết nó ở đâu. Tội nghiệp. Nè, hồi hôm này á, nghe bắn nó lại đòi ra ngoài. Tao làm cho một trận nó mới chịu đập im. Không biết bây giờ nó tỉnh chưa. Dạ chú Ba mới ghé. Bay làm gì trọng với Út Khanh? Dạ con mới ngủ dậy, tự nhiên con thèm rau tập tàn, con tính đi kiếm mới về luôn. Thôi con đi nha chú Ba. Ừ. Thôi em ghé chút, em về kẻo bệnh tới không có người. Nè, mày với tụi mến á, chớ để mắt tới đó phụ anh nha. Dạ em biết rồi. Anh Sách ơi, anh Sách. Anh đi đi, em không có giữ lời hứa được với chị Lệ đâu. Em không giúp được gì cho anh hết. Cái gì trời cho mình là của mình. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Lẽ ra là anh nên rời khỏi chỗ này từ lâu. Anh chưa đi được. Là vì em. Vì anh chưa tìm được kẻ nào đã hại em. Nhưng mà anh thề với em. Không, anh đừng có thề thốt gì nữa hết. Mọi thứ bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà anh có thể thề với em một điều duy nhất được không? Em nói đi. Anh có yêu em không? Anh yêu em. Yêu hơn cả bản thân anh nữa. Anh có nghĩ, anh có nghĩ đến chuyện chúng mình sẽ được sống chung với nhau không? Có chứ. Anh tin là ngày đó sẽ tới. Vậy thì anh thề với em đi. Anh ra đầu thú nha. Anh còn chần chừ cái gì nữa? Chưa có đủ sao? Không, anh không thể để cho thằng khốn nạn nào đó gấp than bỏ vô tay anh được. Mà chẳng phải anh giành mặt nó là lập công sao? Nhưng tại sao anh không chọn cách đầu thú rồi hợp tác với công an? Cửa lại làm gì? Thằng Sách có về đây không? Đã bao nhiêu lần tôi nói với anh rồi, đừng có nhắc cái tên nó trước mặt tôi nữa. Còn nếu có gặp anh Sách, anh cũng nói lại giùm. Anh ta mà về đây là tôi báo cảnh sát đó. Thì em cứ làm đi. Tối hôm qua nó chưa bị bắn chết là may phước lắm rồi. Nó bây giờ không còn một tấc đất để mà nương thân. Người để nó vô cảnh sát dễ dàng là tôi nè. Nhưng mà tại sao tôi lại không làm? Tại vì tôi hiểu nó. Những gì nó làm nó phải chịu. Còn những gì người khác làm thì phải tách bạch rõ ràng. Vậy thôi. Tôi xin em đó. Nó về thì cho tôi gặp nó đi. Tôi có cách để nó bước ra ngoài ánh sáng, để nó được hoàn lương một cách đàng hoàng, công bằng.
Anh Sách, anh xin lỗi em, anh không còn con đường nào khác cả. Cuộc sống này còn kéo dài bao lâu nữa hả anh? Mọi người thậm chí còn không dám nghĩ về anh. Không một ai đứng về phía tội ác hết. Anh có biết là bây giờ em đang mơ ước gì không? Em ước được quay về thời xa xưa, đói khổ nhưng hồn nhiên, rách nát nhưng thanh thản. Ngày gặp lại anh ở thành phố, em háo hức chờ đợi, em mừng rỡ vì nghĩ ông trời đã đủ lòng thương muốn bù đắp lại cho em. Nhưng rồi anh là một thằng khốn nạn vì đã lấy đi hết giấc mơ nhỏ bé của em. Anh Sách, có khi nào anh nghĩ đó là một món nợ không anh? Có. Vậy sao anh không chịu trả đi? Món nợ đó lớn quá em à. Không, nó không lớn đâu anh. Anh chỉ cần trở bàn tay thôi là vũ sạch rồi mà anh. Tôi không muốn ở tù. Đừng có nhai đi nhai lại điều đó nữa. Cuối cùng thì anh vẫn u mê như vậy. Anh đang sống giữa hai làn đạn đó anh có biết không? Đối với pháp luật, anh là một tên tội phạm phải trừng trị. Còn đối với kẻ thù, anh là một kẻ nặng nợ. Một món nợ mà anh phải trả bằng máu đó anh có biết không? Những kẻ đó thì đầy rẫy trong cuộc đời của tôi. Dĩ nhiên. Nhưng mới chỉ có một kẻ lên tiếng mà đã phải khổ sở như vậy rồi. Ai? Ngoài anh có thể dùng hổ trảo công, chỉ có thể là con trai của Sáu Trăng. Hắn đã tàn sát cả gia đình của ông Tám Khánh, tiệm vàng Kim Tính, Phước Thẹo. Chưa đâu, những người mà hắn cho là người thân của anh cũng sẽ bị sát hại. Chú Hai Thọ, chú Bảy Đắc, cả em và cậu Út Khanh. Anh chọn đi. Anh chỉ có duy nhất một lựa chọn thôi. Anh chọn đi. Lấy oan báo oan. Không ngờ là mình đã để lại hậu quả khiến những người thân của mình phải gánh chịu. Sợi dây này được xe từ chỉ mên con rồng. Nó có thể cắt đứt các loại thuộc cạc tổ, thuộc loại dày nhất. Nói nhẹ thôi. Tạ mày. Nói nhẹ nhẹ thôi mà mày kêu từ từ là sao? Nói gì nhẹ mà mày đập mặt cho mày. Mày nè. Xin lỗi cái đại ca. Ừ. Bên đây mày. Có nước, trời ơi, mạnh lên. Hả? Bữa nay sao mày dữ rồi mày? Dữ quá vậy?
Tao làm vậy á sao? Mày là béo má mày. Mày làm gì? Đấy, trời ơi, ở nhà đầy khăn mà còn mua cái gì nữa. Nè, công an đang sau lưng kìa, em định giết nó hả? Ờ, bên kia bán cá to lắm, em qua coi trả giá giùm anh đi, nha. Anh nói tôi giết ai? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nên đừng có xen vô chuyện của tôi nữa mà. Nhắm mắt cũng biết là cô mua khăn cho ai rồi hả? Nè, cô tưởng công an toàn là những thằng thiếu năng hay sao? Nếu cô có muốn xưng cha là anh cướp thì tùy, cứ dẫn họ về đi, bắt hết cho vừa lòng cô. Nè, sao quậy nữa phải không? Đưa ngay xuống B3, đưa ngay đi. Lợi Trọc đã được đưa xuống B3. Anh biết gì về Lợi Trọc? Đại loại nó là một thằng ăn dơ. Còn ăn quán? Thưa cán bộ, giang hồ cũng có 5-7 loại giang hồ, mà trong giới giang hồ thì thiếu gì ân quán. Những ai đã từng ân quán với Lữ Trọc đang có mặt ở đây. Thưa cán bộ, có một vài đứa tôi từng gặp là thằng Sái Khẩn, thằng Nhật Bổng, thằng Luân Chệt. Trong đó kẻ nào là người có thể khử Lữ Trọc? Hắn bị xiết cổ bằng sợi dây xe bằng chỉ mềm, chỉ sau vài tiếng được đưa đến kỷ luật ở B3. Anh quên kể tên một người có thể nói là thâm thù với hắn đúng không? Thưa cán bộ, những thằng tôi biết trong này chỉ có 3 thằng tôi vừa kể. Còn một người nữa có biệt danh là Hám Sinh. Nhưng thưa cán bộ, tôi... Anh cứ bình tĩnh. May mắn là anh không ở cùng phòng với hắn. Nghi phạm đã được xác định là một cảnh sát biến chất có biệt danh là Sơn Con. Anh sẽ được đưa đến giam chung với hắn. Chúng tôi cần biết lý do hắn giết Lữ Trọc. Cái thằng nó lẹ như điện vậy đó ha, mới thấy nó trước mặt anh chạy tới nó mất tiêu à. Hey. Xin hỏi anh tìm ai vậy? Tôi là cảnh sát điều tra công an Vĩnh Long. Tôi xin làm phiền chị. Dạ, mời anh vô. Cảm ơn chị. Hai đồng chí chờ đây. Ủa, sao tới đây? Tôi được tin báo là tên Sách có mặt ở đây từ tối hôm qua. Đó, em nói đi. Nó hăm dọa cô Lệ nữa đó. Đúng là anh Sách có về đây thiệt. Vậy là cô che giấu tội phạm? Em cứ nói thiệt hết ra đi hả? Có pháp luật ở đây rồi, tội gì mà mình sợ.
Anh hăm dọa giết em cho nên... Cái thằng khốn nạn thiệt. Vậy bây giờ tên Sách đang ở đâu? Anh Sách vừa đi cách đây... cách đây 2 tiếng à. Tôi có thấy nó về. Thì tôi cách nó chừng 100 thước à. Rồi mất tiêu luôn à. Vậy tên Sách mất dấu ở chỗ nào? Đường Âu Đôi đó. Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho hai người, nếu có bất cứ tin tức nào về tên Sách, hãy báo ngay cho công an điều tra. Nếu hai người bao che, qua mặt công an điều tra, mang tội đồng phạm, pháp luật sẽ trừng trị. Hai người đã nghe rõ chưa? Dạ, tôi biết rồi. Xin có chào. Gì tôi sẽ báo mà. Chào anh. Chào cô. Dạ. Tụi nó dập mày hả? Tụi nó mới đưa tao lên hỏi cục, nhưng chủ yếu là buộc tao điều tra vì sao mày khử thằng Lưu Trọng. Tao cảm ơn mày đã kín miệng. Thằng cán bộ kêu mày là nghi can. Đừng nói gì vậy hắc hổ. Dĩ nhiên, ơn mày tao sẽ trả. Tao luôn tuân thủ nguyên tắc thù của thù. Đó là bạn ta. Kiểu này tao nghĩ không thoát được đâu Sách à. Mày tin tao hay không á thì tùy mày, nhưng tao vẫn coi mày là anh em. Một nửa tao cứ nghĩ cứ để mày trôi theo số phận, nhưng một nửa tao đồng tình với Lệ Lệ. Mày cũng nên nghĩ theo hướng đó đi. Không, thằng Sách này sẽ không bao giờ ở tù. Anh nhớ chưa? Sách à, mày có coi tao là anh em nữa không? Quay đầu là bờ Sách à. Quay đầu? Ừ, quay đầu đi Sách. Mày đầu thú đi, dĩ nhiên người ta sẽ xử mày, nhưng ít ra tội cũng được giảm nhẹ. Vậy còn chuyện tôi bị quan thì sao? Giờ mày tính làm gì chứ? Nếu có một con người ở trong bóng tối để chơi mày như vậy thì tao nghĩ mày sống còn khổ sở hơn nữa kìa. Anh im đi, rồi chống mắt lên mà coi. Tôi sẽ phơi sáng nó như một con chó. Sách à, khổ một cái nó cũng đang muốn treo cổ mày lên đó. Anh Sách, anh đi đi, công an tới rồi đó. Anh đi đi, đi lẹ đi. Lẹ lẹ, quay quay đi. Sách à, mày tin tao đi, cửa sổ phòng bên, mày thoát ra ngoài đó đi. Sách à, mày đánh tao đi. Còn đứng ở đây nữa, nó sẽ bắt mày đó. Đánh tao đi. Tôi gọi cấp cứu, bọn họ vẫn còn sống. Đó. Các đồng chí, phong tỏa khu này liền, tên Sách vừa tẩu thoát. Sao? Thằng Sách. Tên Sách đâu? Nó ở trên. Mày thấy đỡ hơn không? Mày cười gì? Thế chừng này tuổi tao mới biết thế nào là tình bạn. Đúng là ông trời cắt cớ. Tại sao tới giờ này tao mới gặp được mày? Tao với thằng Khắc Khổ từng là bạn thân với nhau, thân đến độ mà
Tao đi đâu tao cũng nhờ nó coi ngó giùm vợ tao. Vậy mà Em ơi à! Phượng ơi Phượng, giờ tôi sao vậy nè? Tao không biết tại sao, và cũng không biết đứa nào dám cả gan bóp vái ngựa. Tao chỉ còn cách nghi đứa nào, tao làm thịt đứa đó. Hắc Hổ cũng giúp tao điều tra, theo nó chỉ tao tìm hiểu một vài chỗ. Càng lúc tao càng nhúng tay vô máu nhiều hơn, cho tới lúc tao hết thở. Tại sao? Vì tao chán. Người ta một thứ, còn tao cả ba: cờ bạc, ma túy, rượu chè. Mấy thằng nhóc bỏ tao, thằng Lưu Trọng là một trong số đó. Nó bán tao để lấy đất bảo kê. Tao rất thảm. Tao biết mình đã hết thời. Ông Đặng Dung ngày nào có câu thơ hay lắm: thù vừa trả xong, đầu đã bạc. Thằng Lưu Trọc đã hét vào mặt tao: mày là ai hả Hám Sinh? Mày ngu lắm. Thằng Hắc Hổ giết vợ mày, rồi sai mày đi giết những người khác bằng cái giọng bạn bè. Mày điểm lại coi, toàn là những thằng nó muốn khử. Trong đó có Hưng Khều, anh ruột thằng Điền Lãng Tử. Thằng Điền không hề hay biết mà vẫn nuôi lòng thù hận tao. Càng lúc nó càng trở nên là tay chân thân tín của Hắc Hổ. Tao cũng chẳng thành minh thành nga gì được hết. Cuối cùng là Hắc Hổ đã giết vợ của mày, nhưng mà tại sao phải khử Lự Trọng? Mày không cần biết lý do. Khi đã chấp nhận trao đổi, khi mày tìm được thằng Hắc Hổ thì mọi việc sẽ rõ ràng thôi. Ok, bây giờ là lúc mày thực hiện lời hứa của mày. Thật ra thằng Hắc Hổ nó kiểm soát tất cả, mọi chức sắc ở miền Tây, xã hội đen đều do nó nắm giữ hết. Một luật ngầm được đặt ra là tô tức, được bên dưới nộp lên, cho đến khi tới tay Hắc Hổ đều thông qua Điền Lãng Tử. Nó là đứa duy nhất thường xuyên gặp Hắc Hổ. Vấn đề bây giờ là thằng Điền Lãng Tử nó có chịu bán thằng Hắc Hổ cho mày hay không. Lại định đố khó tao nữa sao? Tao không có nuốt lời. Nghe cho kỹ đây, ở nhà tao dưới tủ thờ là một cái hộp. Trong cái hộp đó có đủ bằng chứng để mày chứng minh với thằng Điền là tao đã giết anh nó vì Hắc Hổ. Vì lòng hận thù có thể thành một động cơ để nó bán đứng Hắc Hổ cho mày. Vậy tại sao mày không trực tiếp đưa cho thằng Điền? Tao chưa có dịp thì đã dính vô đây rồi. Không cần ngồi vậy đâu, anh cứ nằm nghỉ đi. Có bắt được thằng Sách không anh? Chưa. Tại tôi hết. Anh có biết vì sao thằng Sách trốn thoát được không? Dạ Thật ra hôm ở nhà của Lệ Lệ, khi tôi chào anh và Lệ Lệ ra về thì tôi chắc chắn biết tên Sách đang ở trong nhà. Anh à, cũng vì chút nghĩa, chút tình, nắng ná rồi đâm ra dở. Cứu nó, nó quay lại định giết luôn cả tôi nữa. May mà mấy anh tới kịp, thiệt tôi có lỗi. Bây giờ mấy anh bỏ tù tôi cũng cam nữa. Đáng tội tôi lắm mà. Vậy tên Sách liên hệ với anh bằng cách nào? Cái điện thoại của tôi đây, anh khỏi tìm. Anh cho tôi xin lại. Đây,
đây là số điện thoại mà nó liên lạc với tôi nè. Không cần đâu. Hay là tôi sẽ gọi cho nó, hẹn nó ở đâu đó rồi báo cho hai anh biết nha. Cũng hay, nhưng anh phải làm theo sự sắp đặt của chúng tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, kể cả liều mạng với cái thằng khốn nạn đó. Thôi mà, con Út Khanh nó cứu thằng đó, nó có biết đâu. Nói cái gì vậy? Cái thằng này, nói rõ ra đi. Dạ, thưa ba, con mới về. Bất cả. Mày vừa lòng rồi chưa? Thật là xấu hổ, không biết chui vô đâu hết. Mày trả ơn tao với mãi bằng cách đó phải không? Ba đời nhà này lương thiện, mày là đứa nghịch tử, bôi xấu tổ tiên này, mày có biết không? Thiệt là tức quá mà. Mày muốn chọc cho tao với ba mày tức chết hả? Mày gớm ghiếc thiệt. Bây giờ hỏi ra mới biết là mày đã cõng nó về từ khi người ta bắt hụt nó trong ao đôi kìa, chứ không phải là tới giờ này. Đúng là lù khù giác cái lù chạy mà. Ba má ơi, chuyện anh Sách là ăn cướp thì không ai chối cãi được, nhưng mà chuyện xảy ra ở ao đôi này là quan tình mà ba. Quan hả? Lỡ lời với ai một tiếng á là thấy dai rứt rồi. Đằng này á, nó giết chừng đó mạng người mà mày cho là quan ức à? Cái thứ đó không có xử cái tội nào cho xứng hết. Thôi được, mày cũng đủ lông đủ cánh rồi, cứ đi đi. Đi đi rồi coi đời mày ra sao. Nhưng tao yêu cầu mày, nếu cần thiết tao chấp tay tao lại mày. Mày nên tránh xa cái nhà này ra. Đi đi. Bà ơi. Ông ơi, Hám Sình đã hé lộ điều gì sao? Có khá nhiều góc khuất mà chúng ta chưa tường tận. Con sẽ đi cái răng. Nếu đúng như lời Hám Sình nói thì chúng ta đúng là luồn tay vào tận nách. Ông à, ăn miếng dưa đi. Thôi, bà ăn đi. Ông ơi, ý trời đã định rồi, mình có cưỡng cũng không có được đâu. Tôi chỉ mong con mình đã thấy được con đường sáng. Sách ơi, em phải làm gì cho anh tỉnh ngộ bây giờ? Hận thù là con đường không có khi ngừng lại. Chẳng phải chính anh cũng đang gian nan vì hận thù đó sao? Từ lâu anh đã nghiệm thấy ngày tương báo đã tới. Không tìm ra thằng con của Sáu Trăng thì đời anh chừng nào mới yên? Anh xin em, anh đổi quá. Em kiếm cho anh cái gì đó ăn rồi anh sẽ đi liền.
Ai vậy anh? Alo. Mày đang làm gì đó? Ngủ hả? Lại có chuyện nữa hả? Cứ cho là được cùng đi. Nhưng mà nó định thả xác luôn tao với Lệ Lệ á. Mày coi có được không? Cái gì? Cả anh và chị Lệ. Nó đánh Lệ Lệ trước. Nó đánh ngất xỉu. Rồi nó quay qua quất tao luôn. Thằng này không còn tính người nữa mà. Thiệt hả? Nếu nó có về á, thì tao khuyên mày với lại chú Hai á, đừng có chứa chấp nó nghe chưa. Không có ai mà thả hổ vào nhà hết á. Nếu công an mà biết được á thì không có yên đâu. Đó chỉ là lời khuyên của tao. Thôi bây giờ mày ngủ đi ha. Có gì á thì báo cho tao biết liền. Lần này á, tao sẽ không để cho nó thoát nữa đâu. Cái thằng này phải đẩy nó vô tù mới xong được. Ba đây, tao hỏi cái này coi. Ba hỏi mày cái này chút coi. Có phải thằng Tư Vinh nó gọi điện cho mày không? Dạ, có chuyện nữa rồi ba. Ông Sách ghé nhà chị Lệ bị cảnh sát dây bắt. Ông bóp cổ cả anh Tư và chị Lệ để thoát thân đó ba. Cái gì? Đụng tới cô Lệ là không được chứ tao đâu nghe. Ba, nhưng mà mình phải nghe chị Lệ nói thật hư như thế nào đã. Anh Tư mày còn nói gì nữa không? Anh Tư nói là ba đừng có dung túng cho ông Sách nữa. Và chính ảnh cũng sẽ giúp cảnh sát thập cổ ông Sách. Vô ngủ đi. Chuyện đó để từ từ ta suy nghĩ. Dạ. Tôi nghe tiếng thì thào trong phòng của Khánh. Hả? Đi đi đi, đi theo tôi. Đi. Ở trong đây nè. Có ai đâu? Tôi nghe rõ ràng mà. Thôi đi đi. Vô đây. Hay là ông mơ? Mơ gì? Tôi không mơ màng gì đâu. Có kẹt gì không mà sao giờ này không thấy anh Sáu tới ta? Ông già thường đúng hẹn lắm mà. Nói vậy chú mày là cảnh sát Vĩnh Long hả? Dạ, em theo thằng Sách từ ngày đầu xuống đây luôn. Vậy tụi này phải làm việc với chú mày? Cái việc trừ gian là việc chung. Công an Cần Thơ hay công an Vĩnh Long cũng đều phải làm thôi mà. Ờ. Ok, anh Sáu tới kìa. Chú Sáu, mời chú ngồi. Ủa, cháu tới rồi hả? Dạ, tới lâu rồi. Tao sợ nhỏ nó nghi, cho nên
tao nán lại nên hơi trễ. Dạ. Uống ly nước cái cho nó tỉnh cái đã anh Sáu ha. Ờ. Nè, cháu ngồi đi. Dạ. Hồi hôm đó khoảng 1-2 giờ á, tao nghe tiếng xì xào á ở trong buồng con Út á, nó vọng ra. Tao với bà mới vô, tao thấy con Út vẫn ngủ bình thường. Mà nè, sáng ra mới phát hiện là mất hai bộ đồ bà giặt phơi xào á. Vậy chú Hải mô tả hai bộ đồ mất. Hai cái áo sơ mi, một cái màu vàng, một cái màu xanh, với lại cái quần kaki màu đen, với lại quần tây màu xanh đen. Hai à, mày hiểu cho chú, con dạy cái mang mà. Thiệt là tao dục với bà con lối sớm quá, không biết cắt cái mặt để đâu nữa. Chú Sáu à, thôi chú đừng có buồn nữa, mọi chuyện cũng xảy ra rồi mà. Mà nè, chú có thể nghĩ ra được là tên sách đồ Cúc Khanh giấu đâu không? À, đất tao á còn một miếng trên kinh kháng chiến, chỉ có ở đó đó mới có bụi rậm, cũng có nguyên một cái chòi. Mà cái chòi đó đó để xài trong lúc mùa xả lúa thôi, còn bình thường á không ai héo lánh tới hết. À, hay là chú em mày cứ ém ở đây, tao vô trọng á tình hình sao rồi quyết. Được rồi chú Sáu à, cảm ơn chú đã nhiệt tình chỉ chỗ, nhưng mà theo cháu á thì chú nên ở nhà đi, để cháu tự vô lo liệu được. Vậy hả? Thôi chú em quyết sao á thì tao nghe vậy, nhưng xong vụ này á chắc tao chết hoặc bán nhà bỏ đi quá, đâu còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Chú Sáu à, cháu nói rồi, chú đừng có lo nữa. Còn chuyện này á, chú yên tâm đi, cháu sẽ lo vẹn toàn cho. Chú cảm ơn mày trước nha. Thôi tôi đi. Dạ. Nha. Dạ chú đi. Dạ anh Sáu. Hai Điền, anh em tao hứa lần này không để thằng Sách lọt lưới. Nhưng chú mày làm ơn hứa với tao, đừng làm ảnh hưởng tới anh chị Sáu tội nghiệp. Mọi người đã hết che chở cho Sách, đây có thể là lợi thế của mình. Em có sao không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Chỉ có điều cảnh sát vừa ở đây đi ra đó. Tụi hình sự Cần Thơ hay Vĩnh Long, nó có hỏi gì không? Hỏi tôi cái chuyện đêm hôm đó. Tụi em nói sao? Tôi nói như những gì anh đã dặn.